Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Crypto Lab của mình. Hôm nay mình tiếp tục làm video hướng dẫn anh em và chia sẻ anh em một cái nền tảng sàn AMM trên cái hệ của đồng Phantom. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách farm ở trên cái sàn AMM Red Finance của cái hệ NEAR. Thì hôm nay cái video này mình làm để chỉ cho anh em cách chúng ta farm ở trên cái sàn AMM là Spirit Swap ở trên cái hệ sinh thái của Phantom. Đây là cái giao diện của sàn Spirit Swap thì nó có rất là nhiều chức năng này, portfolio rồi exchange ở đây là có cả swap rồi farm rồi staking lending rồi bridge này như là một cái cầu gọi là có thể chúng ta hoán đổi các đồng coin ở các chain khác nhau. Cái chỗ này thì mình cũng chưa có tìm hiểu, mình chủ yếu mình tập trung thì mình farm, cho nên là mình farm coin ở trên cái sàn của nó thôi, nhưng mà những cái mục này mình cũng chưa có nghiên cứu sâu lắm. Thì đầu tiên khi mà vào cái sàn của nó rồi á thì các bạn phải connect ví. Thì ở đây là có cái ví, có ba loại ví mà nó chấp nhận, thì mình là sử dụng MetaMask để kết nối với ví MetaMask. Thì các bạn phải làm một cái bước là sau khi tạo ví MetaMask xong á thì các bạn phải add cái chain Phantom của nó. Thì cách add thì cũng khá là đơn giản thôi, ví dụ như mình vô là cái chỗ Custom RPC, sau đó là mình điền những cái mục này vào, và sau đó là mình đã add cái mạng của mà mình thích vào cái ví của mình. Thì cái này thì các bạn cứ lên Google, các bạn chỉ cần gõ là cách add mạng ví Phantom vào MetaMask. Đây mình chỉ cần gõ này, add mạng Phantom này. Thì đây người ta có hướng dẫn tích hợp mạng Phantom vào ví MetaMask này, thì các bạn xem cái hướng dẫn này rồi các bạn add vào thôi. Thì sau khi add vào thì ta có cái ví của nó rồi thì chúng ta sẽ đây của mình là đang ở cái mạng lưới Binance Smart Chain, mình chuyển qua cái mạng Phantom mình đã add là đây rồi. Sau khi mình add xong thì mình đã bây giờ mình qua lại cái sàn Spirit Swap mình connect thôi. Đây từ mình xóa cái sàn này đi rồi. Rồi, đây là cái giao diện của Spirit Swap khi mà mình chưa có kết nối. Bây giờ mình kết nối vào nha. Sau khi mình ấn Enter là nó có một cái giao diện lúc nãy rồi. Bây giờ mình đã kết nối rồi nè. Còn bình thường là mình muốn kết nối đây, mình ấn vào đây là xong, là tự động nó kết nối. Sau khi kết nối xong rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ phải đép cái đồng Phantom vào cái sàn này. Thì để chuyển một cái chuyển cái hệ mà từ cái mạng lưới khác sang cái hệ Phantom á, thì các bạn có thể lên cái sàn AnySwap này nhá. Cái sàn Any, đây là cái bước mà mình thấy là đơn giản nhất. Tức là AnySwap nó sẽ đổi chain được. Ví dụ như mình mua BNB đúng không? Hôm qua mình mua BNB. Cái này là nó ở cái mạng nó chấp nhận cái mạng ERC BEP20 này. Đầu tiên là mình vào mình đổi cái mạng của mình đã. Cái này thì cái mạng lưới cái sàn này nó có thể vào được qua cái mạng lưới BEP20 đó, Binance Smart Chain đó. Bây giờ mình kết nối nha. Lỗi gì rồi? Đó, mình kết nối thì để vào cái sàn này thì mình phải chuyển qua cái mạng lưới BSC. Sau khi mình chuyển qua mạng lưới BSC rồi á thì mình nạp BNB vào đây. BNB mạng BSC luôn nhé các bạn. Rồi sau đó là mình muốn chuyển sang BNB á, mạng BSC sang cái mạng Phantom á, thì mình chọn ở đây. Đây, mình chọn đây là Phantom này. Rồi ví dụ như đây mình có một đồng đi thì không, đây là mình không có nha, cho nên là nó không có hiện. Khi mà các bạn mua BNB á, các bạn chuyển vào cái sàn, các bạn chuyển vào ví nha, ví MetaMask này. Rồi sau đó là kết nối ví MetaMask vào cái sàn này, sau đó là chúng ta đổi cái BNB cái mạng BSC á, chúng ta đổi sang Phantom. Rồi sau khi chúng ta đổi xong rồi thì chúng ta quay trở lại với cái sàn Spirit Swap này. Đó, và bây giờ mình chuyển qua mình
chuyển lại cái với lại mình chuyển lại cái hệ phantom nhé. Khi mình chuyển qua hệ phantom á, và thì cái số BNB mà lúc mà mình chuyển sang hệ phantom rồi, nó sẽ hiện ở đây này. Ví dụ đây nó hiện ở đây rồi, thì coi như là mình đã xong cái bước á, là mình chuyển sang chain phantom rồi nhá. Rồi sau khi mà mình có cái số BNB á, số BNB ở trên qua cái hệ phantom rồi, thì mình qua cái phần là mình qua cái phần exchange này, mình qua cái phần exchange, sau đó là mình chuyển cái số BNB này, có thể mình muốn chuyển sang phantom đi, để mình farm đi. Thì đây mình chọn cái biểu tượng như đây, ví dụ như mình chuyển sang phantom này đó, mình ấn mark rồi thì sau đó nó sẽ chuyển sang phantom nhé. Nó sẽ chuyển cái số BNB này sang đồng coin phantom, swap sang. Sau khi swap sang rồi thì mình sẽ tạo một cái liquidity đó. Thì khi mà các bạn add liquidity vào á, rồi là các bạn đã tiến sang một bước là chúng ta đi farm. Thì ở trên spirit swap á, thì bây giờ nó có những cái cặp này đây. Đây là phantom USDC này. Thì đây là cái farm của mình này, tổng là 349 đô này. Thì ví dụ mình muốn farm cái cặp phantom USDC đúng không, thì mình vào exchange này, mình đổi một nửa phantom ra USDC, USDC một nửa là mình để phantom, sau đó là mình add liquidity giống như cái bước các bạn làm bên sàn Red Finance đó. Sau đó là mình qua đây mình ấn approve thôi, ấn approve, rồi sau đó là các bạn đã hoàn thành xong cái bước là chúng ta đi farm. Thì ở cái mục portfolio này thì nó sẽ đưa chúng ta những cái giao diện tổng quan và những cái gì mà chúng ta đang hoạt động ở trên cái sàn này. Đây ví dụ như đây là mình farm bằng này, cặp là phantom USDC và cái số spirit của mình đây bây giờ mới được 0.039. thì cái farm này IPI của nó là ở cái cặp mình đang farm á, USDC với lại phantom á, là để mình coi lại nha, là 89% một năm ha. Nếu mà so với nhiều cái cặp farm ở nhiều cái nền sàn, nhiều cái nền tảng đất khác thì nó không có lớn ha. Nhưng mà ở đây nghĩa là gì, tức là mình farm đấy là coi như là mình cố định lại, thay vì mình để phantom ở ngoài mình không có được gì thì mình để vào trong này mình farm, thì một năm mình cũng được thêm cái đồng spirit này, đồng spirit này bây giờ là mình coi giá nó bao nhiêu nhé. Spirit giá của nó bây giờ là 0.17 đô một spirit. Cái giá của nó cũng đang ở cái mức khá là thấp ha. Giá đỉnh của nó là 0.2. Nó chia 2 rồi. Đây là một cách mà mình thực hiện lãi kép, là mình vừa hold cái đồng phantom này, rồi mình kiếm được cái đồng spirit của cái sàn deck này nữa. Rồi đó, thì cái này mình cũng làm tương tự với những cái sàn Red Finance này, mình hold đồng NIR này. Mình hold đồng NIR và đồng OCT. Đó thì đó. Thì đây là một cái cách mà mình dùng để mình tối ưu mình lợi nhuận mình làm lãi kép ha. Và cũng là một cái mẹo để cho là mình bớt nhìn thị trường biểu đồ, bởi vì nếu mà mình để những cái đồng coin này ở ngoài á thì mình rất dễ là tay máy, nhiều khi cứ mua vào bán ra thấy nó tăng x2 x3 và mình bán, nhưng mà mình đâu có biết là mình để lâu dài thì có khi là nó x10, nó có khi nó x20, tại vì những đồng coin này là những cái đồng coin nền tảng khá là tốt. Thì với đồng phantom á thì nó cũng tăng khá là nhiều rồi. Phantom là giá trước đây chỉ có 0 phẩy mấy đô thôi, bây giờ 1.51 đô rồi. Đây mình cho các bạn xem, đây là cái lịch sử của đồng phantom. Ngày xưa là chỉ có 0.02, bây giờ nó đang ở trên 1.54. Nhưng mà các bạn có thể xem cái cap của phantom bây giờ mới chỉ có là 3.8 khi đó. Đồng Solana đi, đồng Solana thì cap của nó bây giờ để mình xem nào. Bây giờ là 52 tỷ ha, thì đồng Sol vẫn, đồng phantom á nó vẫn có cơ hội có thể là x5 x10 nữa. Đó, thì thực ra cái cap của nó vẫn còn bé mà. Không, là một cái hệ sinh thái mình đánh giá khá là cao. Nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đây cap của nó mới có 3 tỷ 8 à. Nó lên khoảng 30 tỷ thì phantom sẽ lên khoảng giá là 10 đô ha. Và sau này mình có khả năng thì phantom, mình nghĩ phantom nó còn lên 10 đô, nó còn lên 20 đô nữa cơ. Đó, thì đó là cái chiến lược đầu tư của mình. Rồi ok, vậy là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn thì mình đã nói xong rồi ha.
Nếu mà các bạn thấy video của mình thú vị, có ích, đem lại giá trị cho các bạn thì cho mình một like và một subscribe nhé, ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.